đây các bạn, mình chạy qua cây nguyệt quế này ngay để là nhìn thấy nó khoe. Đấy, các bạn cùng xem triển lãm là biết. Đấy, chị kia để đi qua so sánh đấy, đã thấy chưa? Thác đổ trực tuyệt, quá to quá vĩ đại, từ chậu đôn cho đến cây thì không nói, cây thì không dám chê cái gì. Đi cái chậu rồi đó các bạn ạ, cái đồn này, tất cả đều đều xa chị. Đây, tôi xin lấy cái tên này cho các bạn nhớ lại nhé, từ quế nhé. Thì mặt bệ nó cao quá, cao quá. Đấy, bệ xung quanh bệ các bạn nhé, quá là kỳ quái. Lại là một cây có 102. Đấy, cây có 102. Chúng ta đi xung quanh một vòng. Cây nhà mình anh? Không ạ. Siêu cây, có 102. Nguyệt quế này có 102. Quá nổi tiếng. Chinh chiến khắp nơi. Đây thì đường thần nha. Đường cái tay đổ xuống nha. Cũng còn là cắt giật. Giật lên cái tay trên này, giật lên cái tay trực này, thân trực chia bông. Đấy, không biết làm nào tải nổi các bác. Nếu mà các bác không xem trực tiếp được thì quá uổng phí. Đây này, quay thì nó không thể nào là hết được so với tầm mắt của mình nha mình. Đấy, sau đây, sau toàn thân rất uyển chuyển, có tiền không sở hữu được đâu các bạn, chủ hộ trả bán thì sao mà sở hữu được. Đấy, chư vòng quán rất hợp lý, rất đầy. Đấy, bắt đầu là cái từ từ gốc nha các bạn nhé, xong rồi là để thân trực lên nhé, là quay rồi này, xong rồi đến cái thân đổ, nó uyển chuyển một vòng xuống đây này, uyển chuyển một vòng này, uyển chuyển một vòng xuống đây, nó vòng ra đây, sau nó sẽ như thế này. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Nó là như thế đấy. Nó là như thế này đấy các bạn. Đó. Quay, càng quay càng thèm quá. Thèm nhỏ dãi đấy. Bây giờ thèm nhất cái gì các bác không? Thèm nhất là có độ 100 tỷ. Ra hút cây này bằng mọi giá. Đấy, đồng ý không các bác? Quá đồng ý luôn. Có cây này trong nhà lại như là có chữ lượng vàng ở trong nhà các bác. Tích chữ vàng ở trong nhà.
Có khi cây này xem thế thì vâng, xem nhiều nó không chịu được. Đẹp không chịu được. Đẹp cũng là có tội đấy. Theo tôi đẹp là có tội. Tôi đi đây. Tôi xem cái khác đây. Xem cái khác nó vừa vừa, nó dễ chịu. Đây. Xanh. Đấy. Đẹp cái này mình đã không chịu rồi, cái cây kia. Xanh cổ BV. Đấy. Nhắm cổ. Đây là cây rồi. Hy vọng là cây rồi. Hòa mắt quá các bạn. Đây, lào tiếp theo. Đẹp. Đấy, cái này thì vào dây thì nhìn rõ thấy dây nào. Nhìn rõ thấy là vào dây được rồi. Đấy. Đường cắt thì vẫn hơi chưa xử lý. Nhưng mà cứ phải dần dần. Cốt cán của nó này không chê được rồi. Ở cái đoạn kia hơi cứng, đoạn gọn hơi cứng. Các bác đồng ý không? Đấy, tìm thấy một cái lỗi rồi. Đấy, các bác nhìn đây. Đấy, chỗ này hơi cứng. Cứng thì mới bỏ qua đến cái thứ khác được chứ nhỉ. Yeah. Rồi. Tiếp theo nha. Phía này là một số cây phôi. Phôi thì cũng là toàn phôi cao cấp đấy các bác. Xin phép là nó rậm quá, cố gắng bỏ ra tí. Không ra là không chịu được đâu. Đã đến rồi mà không quay hết là nó khó chịu các bác. Ví dụ cây này, bệ liếc. Đây là cây này, thác đổ ra. Rất là dài. Tên là Hán Diệp hay. Đấy, điểm qua một cái vài cái là như thế. Đấy, khu vực này. Một cây đổ nữa. Trang này. Đấy. Xanh. Tí nữa sẽ quay chi tiết ở chỗ kia tí. Một số cây rất đẹp này. Ok. Quay lại cái cây Nguyệt Quế thì các bác nhỉ. Để kết thúc cái video này. À đây. Như là quay cái cây trang vàng này. Sướng không? Sướng, quá sướng các bạn. Bệ. Ba thân. Đấy. Lộc vừng. Vừng vừa mới dứt hoa, này còn hoa. Vừng trực quạch. Tí quạch, quay lại cây Nguyệt Quế tí vào. Cho nó dễ chịu. Giờ mình thở rồi thì mình lại quay lại nó để cho nó khó thở tí. Đấy, các bác nhìn thấy trời đã bắt đầu tối rồi. Không đi nhanh thì làm sao mà đủ không? Cây cho các bác xem được. Đi quanh nó một vòng cho nó chóng mặt các bác nhỉ.
rồi.